Hello, chào cả nhà. Hôm nay trong clip này, Khê Trinh sẽ giải đáp chút xíu vấn đề thắc mắc khách hàng khi thì BB Cream ra thị trường hôm nay khoảng 3 ngày rồi và cũng có một số kích ứng từ khách hàng. Thì chính vì vậy cho nên Trinh hướng dẫn lại trực tiếp cho các bạn để các bạn biết là nó như thế nào nha. Thì cũng như mấy hôm nay thì Khê Trinh sử dụng cái BB Cream này trên da mình trực tiếp cho chị em mình biết đó. Đây, Trinh sử dụng mỗi ngày, thoa trực tiếp trên da mình nha các anh chị em. Sáng Trinh đã thoa rồi, mà sáng nay đi đến 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 văn phòng làm thì nhận được nhiều phản hồi từ chị em mình quá, cho nên Trinh làm clip tiếp tục để hướng dẫn do cái Facebook, có thể là do ngày mai ngày mốt nó mới mở ra được đó. Cho nên chưa có livestream được, chị em mình thông cảm xem clip giùm Trinh nha và share giùm Trinh nếu như chị em mình cảm thấy là hiệu quả và muốn chia sẻ với mọi người thì giúp Trinh nha. Đây anh chị em mình thấy không, Trinh trực tiếp Trinh thoa lên trên da Trinh. Hôm nay Trinh thoa ít thì tại vì sáng Trinh đã thoa rồi, và khi mà Trinh thoa cái tái tạo BB cream lên da của Trinh thì Trinh cảm thấy nào đó rất mát mịn mướt và nó thơm, Trinh không có bị gì hết á. Còn những cái da khác khi test lên thì cũng vậy, không bị gì, có da thì hơi đỏ đỏ căng căng, và đặc biệt hôm nay Trinh nhận được phản hồi của khách là khách bị đỏ bị căng nha, khách bị đỏ bị căng trong thời gian tái tạo với BB cream. Chính vì vậy cho nên Trinh mới làm clip này, các chị em nhìn Trinh nha. Các chị em nha, chịu khó xem nhìn Trinh chút xíu để mình hiểu rõ, mình nắm rõ hơn về sản phẩm để mình biết mình sử dụng sao cho nó hiệu quả nhất và cho nó dễ chịu nhẹ nhàng nhất trong thời gian mình tái tạo da. Khi BB cream ra thị trường thì chính vì BB cream là chất lotion cho nên thoa lên da các chị em cảm thấy rất là dễ chịu, nhưng mà một vài khách bị kích ứng, bị đỏ, bị sưng. Nhưng mà đặc biệt là bị đỏ, bị sưng của MQ BB cream thì nó không có làm các anh chị đau nhức nha. Nó chỉ làm căng, đỏ sưng căng. Đỏ sưng căng đó là do cái lỗ chân lông mình được nở to ra nha các anh chị. Nở to ra 3 cấp 3 4 lần để mà đẩy đào thải độc tố ra. Xin nhắc lại là da mình đang được đào thải độc tố ra chứ không phải là lộn da nha. Các anh chị em mình lưu ý vấn đề đó. Và BB cream đặc biệt thành phần tái tạo trong BB cream rất là cao và độ cấp ẩm nó rất là cao nữa, cho nên khi các anh chị thoa lên da mình cái sự đào thải nó nhanh hơn rất là nhanh hơn hai cái dòng trước. Và trong khi đào thải đó, nếu mà da anh chị mà bị đỏ bị căng thì lưu ý dùm ngay trên, nó đỏ căng nhìn nó giống như sưng nhưng mà nó không có đau. Cho nên trong thời gian mà anh chị em mình bị đỏ bị sưng, hai ngày nay đã thoa BB cream lên rồi, tiếp tục thoa giùm Khê Trinh, tiếp tục thoa tiếp nha. Mình không có ngừng, mình tiếp tục thoa tiếp để cho nó đào thải nhanh hơn. Thời gian rút ngắn của BB cream trong thời gian đào thải, các chị em sẽ thấy ngay nếu các chị em mình đang bị tình trạng đỏ sưng, tiếp tục thoa tiếp cho Khê Trinh trong vòng 2 ngày 3 ngày tới nữa là có hiệu quả ngay nha các anh chị em. Hôm trước thì Khê Trinh hướng dẫn anh chị em mình là thoa tái tạo BB cream lên ngày 2 3 lần. Bây giờ trong lúc da mình đang, những cái trường hợp anh chị em nào đang bị da đang bị đỏ bị sưng á, lưu ý thoa dùm Khê Trinh, đang bị đỏ bị sưng thoa tiếp cho Khê Trinh, dập lên tiếp cho Khê Trinh một ngày gấp đôi, nghĩa là thoa dùm Khê Trinh 5-6 lần lên thì cái da của anh chị em sẽ đẩy rất là nhanh, đào thải rất là nhanh. Lưu ý dùm Khê Trinh nha, da mình cái dòng tái tạo này đào thải nhanh, rất là nhanh, cho nên anh chị em bị cảm thấy cái nếu những da nào mà đang bị độc tố nhiều trên da thì sẽ cảm thấy là nó kích ứng nhanh liền. Và nếu đang kích ứng nhanh liền thì lưu ý dùm Khê Trinh, không ngưng nha anh chị em, không ngưng và tiếp tục thoa nhiều lên cho Khê Trinh, thoa nhiều dập đều lên cho Khê Trinh thì trong vòng 2-3 ngày nữa da anh chị sẽ đẩy bật ra một lớp tái tạo nhanh, rất là nhanh nha. Và lưu ý dùm Khê Trinh, đây là tái tạo đào thải độc tố ra chứ không phải lột da, da các anh chị em mình bảo đảm không bị hư, không bị bào mòn nha anh chị em mình. Lưu ý dùm Khê Trinh là dòng Khê Trinh nhắc lại là tái tạo BBMK Skin, đào thải rất là nhanh, nuôi dưỡng cũng rất là nhanh, cho nên anh chị em mình chịu khó là những cái da nào trường hợp bị đỏ bị sưng là do lỗ chân lông mình đang mở nở ra để đào thải độc tố chứ thật ra nó không có đau, không có nhức gì hết á, chịu khó dùm Khê Trinh. Nếu da nào đang bị đỏ bị sưng đừng có ngưng nha, tiếp tục dập tiếp cho Khê Trinh, tiếp tục dập tiếp thoa tiếp gấp đôi lên, nghĩa là một ngày thoa 5-6 lần lên cho Khê Trinh, tiếp tục trong vòng 2-3 ngày nữa là da anh chị sẽ hiệu quả nha. Ok, chúc cả nhà sau khi xem video clip nắm rõ về cái quá trình đào thải của MQ Skin, những cái da bị kích ứng, bị đỏ, bị sưng lưu ý dùm Khê Trinh để mình thoa đúng hiệu để cho hiệu quả. Đừng có ngưng nha anh chị em mình, đừng ngưng trong thời gian tái tạo nếu mà da mình bị kích ứng, bị đỏ, bị sưng. Sưng nhắc lại, Trinh nhắc lại, sưng là do lỗ chân lông mình nở to ra trong lúc đang đào thải và do BB cream đào thải nhanh. Cho nên anh chị em mình cảm thấy tự nhiên cái da mình mới thoa lên một hai ngày bị đỏ, bị sưng, nhưng nó không phải đỏ sưng mà đang đào thải. Và
đào thải độc tố trên da mình ra trong thời gian tái tạo, chứ không phải là lột da nha, không phải là lột da nha anh chị em mình. Lưu ý giùm cái chính nha. Mọi người khi mà xem video clip rồi, lưu ý nhớ share giùm cái chính để mọi người biết, để sử dụng cho thì sản phẩm tái tạo cho hiệu quả nha. Ok, cảm ơn mọi người đã chú ý dành nhiều thời gian xem cái chính hướng dẫn. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.